就算雨伞破了，身体湿透，没法子。就算冷笑冷到不是微仪，就算我向世界飞奔千百里，又再输。就算跌过百次，再沉下次，温室无非。像照镜子，旅行仍似诗。曾想象太苦力，太多失意，孤单的滋味，天知我知。太幸福的事，也许要变过几次。Anh có thể giúp tôi đi kiếm Tứ Lâm không? Cho dù là có thể giúp được hay không, chúng tôi cũng sẽ thử. Tôi đã đi rất nhiều đường núi, vẫn tìm không thấy Tứ Lâm. Chỉ cần con bình an trở về, con muốn sao cũng được. Tay cô Kiều không sao chứ? Bác sĩ đề nghị nó sang nước điều trị. Bởi vì muốn gặp nó thì phải tranh thủ trong mấy ngày này. Giao đi. Sếp hứa. Tặng cho cô nè. Cảm ơn. Quà đẹp quá. Tay cô không sao chứ? Không sao, chỉ đau có một chút thôi. Anh yên tâm đi, tôi không sao đâu. Sự thật thì ngày xưa tôi đá banh cũng làm đứt gần cổ tay, nhưng mà lúc đó không biết sống chết, vẫn tiếp tục đi chơi. Bởi vậy rất lâu mới hồi phục. Cho nên cô nhất định phải nghe lời bác sĩ, đừng có động đậy lung tung. Nếu như hồi phục không tốt thì phiền phức đó. Biết rồi. Tôi giúp cô đặt qua lên bàn. Cảm ơn. Thật ra một người đi leo núi rất nguy hiểm. Nếu lần sau cô muốn leo núi, cô nhớ tìm tôi, tôi sẽ đi với cô. Gặp ma rồi còn chưa sợ tối sao? Lần sau tôi... Tử Lâm, Kelly, thì ra cô có bạn đến thăm. Tôi không làm phiền hai người. Hai người nói chuyện đi. Không có đâu. Tôi làm phiền hai người mới đúng. Tôi nói hai câu là đi ngay. Ok. Chuyện gì vậy? Tôi sợ cô ở trong bệnh viện chán nên mua một số sách về du lịch Đức cho cô nè. Cảm ơn. Đừng lo, tôi học thạc sĩ ở bên Đức nên rất là thuộc đường, có rất nhiều bạn. Lần này tôi đi cùng cô sẽ không có gì đâu. Xin lỗi. Alo. Được, tôi sẽ về ngay. Ngại quá, sợ cảnh sát có chút việc. Tóm lại, cô yên tâm nghỉ ngơi. Có chuyện gì về rồi nói. Vậy tôi về rồi kiếm anh nha. Tôi đi trước, tạm biệt. Cô cười gì vậy? Cười cô và sếp hứa. Ông Hà đã đem mọi chuyện nói tôi biết rồi. Từ đầu đến cuối, trong chuyện này, tôi là người hiểu rõ nhất. Tuy ví dụ của hai người trong hàng dạng chỉ có một thôi, nhưng mà không có nghĩa là không có thể. Giống như trước đây tôi nói qua với cô rồi, ban đầu tình cảm của cô với sếp hứa quả thật là một loại dừa dẫm, sau đó từ từ chuyển thành một loại thực hư khó xác định. Tuy nhiên cái đó không thể gọi là tình yêu được. Sau một thời gian, cảm giác đó chắc chắn là sẽ lắng xuống thôi. Tôi biết mà, cô đã nói tôi và sếp hứa là không thể nào. Cô đừng nói như vậy mà. Đó gọi là có nguy thì sẽ tự có cơ. Nếu như không phải lần này cô gặp nguy hiểm, sếp hứa là một lần nữa xuất hiện, thì cô sẽ không phát hiện ra được là quan hệ giữa cô và sếp hứa đã vượt qua sự ỷ lại mà lại trở thành thử thách của tình yêu rồi. Ý
cô nói là toàn bộ sự việc đều là trong dự đoán của cô. Không đâu, trước giờ tôi không có dự đoán, tất cả đều là phán đoán chuyên nghiệp. Cho dù như thế nào, tôi thấy cô và sếp Hứa sẽ thành công. Con mới vừa xuống máy bay, tài xế đã đón rồi. Kelly đã liên lạc với bác sĩ, có gì con sẽ gọi cho ba. Con cẩn thận đó, đừng làm tay bị thương nữa. Con biết rồi, có Kelly ở đây, ba không cần lo. Phải rồi, nhớ là có chuyện gì nhất định phải gọi điện thoại cho ba hả? Con biết rồi. Cha, đến đây bình an, nhìn anh cười vui như vậy. Vào đi. Ông Sơn à, ông được Đường. Được rồi, anh à, Sơn, anh Hà, hai anh cũng ở đây hả? Ủa cậu, không phải cậu đi Malaysia sao? Em về rồi. Hai anh nhất định không ngờ được em đi Mã Lai, chỉ cần đi một vòng liền có một thu hoạch rất lớn. Là chuyện lớn, không gây ồn ào. Anh Hà, hay là thu hoạch lớn đó. Anh đừng có như vậy có được không? Được rồi, được rồi, được rồi. Sao hả? Có phải có ý tưởng mới gì không? Hay là có kế hoạch muốn kiếm chủ chi ha? Hai người thiệt lợi hại, là một kế hoạch rất lớn đó. Nhưng mà vậy, không phải em nghĩ ra, là một nhân vật lớn ở Mã Lai nghĩ ra đó. Người đó muốn hợp tác cùng người Hồng Kông. Nhân vật lớn, lừa gạt người thì có. Anh Hà, anh không thể nói vậy. Người đó đúng là rất lợi hại đó nghe. Giống như anh Hà nói, rất là giỏi đó. Người đó là giàu có đẳng cấp ở Indonesia. Rất là giàu, mà lạ lắm nghe. Hắn vừa mới gặp em giống như thân nhau lâu lắm vậy. Nói chuyện rất hợp nhau. Hắn nói hắn có một kế hoạch, muốn kiếm người Hồng Kông cùng làm chung. Em đương nhiên nói là được, nhưng mà kế hoạch này rất là lớn. Nhân vật nhỏ nhỏ như em thì không làm chủ nổi rồi. Bây giờ em quay về, định hẹn hắn và anh Sơn, anh Hà, anh Cơ, anh Bang, anh Đạo và vài người nữa cùng ăn cơm, cùng bàn bạc. Có tiền thì cùng kiếm. Mấy năm nay mọi người đã ủng hộ em rất nhiều. Đối xử với em cũng không có tệ. Cho nên em hy vọng là có thể báo đáp cho mọi người. Triệu phú Indonesia, cậu cũng đừng dễ tin người như vậy chứ. Không phải đâu, Đông Nam Á không ai mà không biết hắn. Mấy anh là nhân vật lớn, chắc chắn mấy anh cũng biết hắn tên là Sabura. Đúng là đại quả, chứ thu hoạch lớn gì. Lúc đầu định kêu Son đi qua bên đó coi xây dựng sòng bài ra sao, nó sẽ không quấy rầy Tử Long, chúng ta có thể an tâm. Ai ngờ bây giờ còn phiền hơn. Bây giờ cả thế giới có nhiều đại gia như vậy, sao cứ phải kiếm người này chứ? Thật ra thì anh cũng đoán ra rồi. Son qua bên đó nhất định sẽ liên lạc với những đại thương gia của Đông Nam Á, nhưng không ngờ nó lại dây vào hắn. Chẳng lẽ đúng là ý trời? Ê, có khi nào do người làm? Anh thử nghĩ coi, nhiều năm như vậy, hắn ở Indo, chúng ta ở Hồng Kông, ai làm chuyện người đó không qua lại? Cả thế giới có rất nhiều nơi có thể làm ăn mà. Cho dù Son kéo hắn ta tới Hồng Kông, hắn có quyền từ chối mà. Rõ ràng biết ở đây có chúng ta, có phải là có ý định gì khác hay không? Anh luôn để ý hắn mấy năm này. Nè, hắn càng làm càng lớn, đi đến đâu thì cũng làm ăn. Nếu mà đúng lại đến Hồng Kông phát triển, cũng có khả năng này. Em cũng mong là tự mình dọa mình, nhưng mà tốt nhất vẫn cứ nên đề phòng đi. Cuộc họp mặt đó hay là chúng ta không nên đi? Không được, chúng ta không được phản ứng mạnh quá. Họp mặt chúng ta nhất định phải đi, cùng lắm lấy bất biến ứng vạn biến. Anh Sơn. Anh Ban, cơ anh Đạo. Đến lâu chưa? Tôi cũng vừa mới đến, ngồi đi. Ngồi đi. Ây chà, anh vừa mới nói là chúng ta đúng giờ, hay là Sơn không mời được người ta hả? Có cái gì lạ đâu. Bây giờ là đi ăn với một nhân vật lớn Indo, bản lĩnh của Sơn dễ dàng mời người ta vậy sao? Kêu cậu làm việc mà lâu như vậy, để người ta đợi. Bên này nè. Dạ. Ê, chào mấy anh. Em đã chuẩn bị rượu vang rồi, đùi heo xông khói Tây Ban Nha và cả phô mai nữa. Mọi người trước khi ăn uống rượu nói chuyện ha, được không? Sao rồi, có phải người bạn Indo của cậu không có thời gian, hay là có cuộc họp quan trọng gì hay không hả? Không phải đâu anh Đạo, ông Sabura đã đến rồi, nhưng mà vừa mới vào toilet. Ê, ông ấy đến rồi kìa. Xin giới thiệu với mấy anh, ông ấy là Sabura. Còn đây là ông Đặng. Xin chào. Chào ông Đặng. Đây là ông Lý. Xin chào. Xin chào. Đây là ông Phú. Xin chào ông Phú. Chào chào. Còn đây là ông Kiều. Ông Kiều. Hân hạnh, hân hạnh. Mọi người ngồi xuống rồi từ nói. Ngồi đi. Ông Sabura tuy là Hoa Kiều, nhưng ở Indo đã lâu rồi, không ngờ tiếng Quảng còn tốt như vậy. Tôi ở Indo cũng đều là nói tiếng Quảng thôi, bởi vậy đâu có gì là lạ. Thời gian trước,
Trên tạp chí Kinh tế Phỏng vấn tôi có coi rồi. Lúc đầu ông ở phố Người Hoa mở một cửa hàng tạp hóa, bây giờ ở thương trường Indo có thể nói là rất quan trọng, tài trắng lập nghiệp. Với những người giàu có bên đó là khác nhau một trời một vực. Dạ, yeah, coi mà học hỏi đi. Dạ, em đang học mà anh cơ. Quá khen rồi. Thật ra mà nói đó, năm đó may mà chú của tôi giúp cho tôi một tay đúng mà, cho tôi cơ hội mở hãng taxi để làm ăn, mới kiếm được một số vốn thôi. Anh có bản lĩnh, làm ăn mới càng ngày càng lớn, càng ngày càng phát triển. Nè anh Ban, anh đúng là sáng suốt. Bởi vì ông Sabura bất luận lỡ ngành dầu, cao su, địa ốc, kiến trúc, đúng là nghề nào cũng giỏi, làm cái nào cũng kiếm bộn tiền. Hơn nữa, mỗi năm tiền quyên góp cho hội từ thiện năm sau cao hơn năm trước đó. Ông Sabura làm nhiều chuyện tốt như vậy đúng là có lòng. Ê, bởi vì ông ấy là một thiên tài từ thiện nổi tiếng ở Indo. Có khả năng thì giúp đỡ người ta thôi. Những hư danh đó đều là người ta cho tôi. Không đâu, ông Sabura có bản lĩnh mới được người ta phong cho cái tên đó. Bởi vậy chính phủ Indo mới đem việc mở rộng các bến tàu, một kế hoạch lớn như vậy đã giao cho ông Sabura làm. Thật ra thì chính phủ cảm thấy kế hoạch của công ty tôi hợp lý. Kế hoạch này tôi có đàm phán qua với Bộ Tài chính Singapore, Đài Loan. Nhưng mà thiệt là trùng hợp gặp được Son. Cậu ấy ra sức đề cử các anh, các nhân vật lớn với tôi. Tôi cũng muốn hợp tác với người Hồng Kông các anh, cho nên qua bên đây bàn bạc xem sao, có mọi người có hứng thú hay là không. Kế hoạch hay như vậy, đương nhiên chúng tôi có hứng thú hả? Ồ, vậy thì tốt quá rồi. Có thể cùng với các anh tài của Hồng Kông hợp tác làm ăn. Tôi tin chắc đây sẽ là một kinh nghiệm rất là hay. À, tốt lắm, sau này có tiền cùng nhau kiếm mà. Quyết định vậy đi. Nếu như tất cả đều có hứng thú, tôi sẽ kêu trợ lý của tôi gửi cho mọi người một bản kế hoạch để tất cả cùng nghiên cứu. Tối nay chúng ta quen được bạn mới vui như vậy, nhất định phải uống nhiều một chút. Yeah. Nói trước nha, chuyện làm ăn chỉ nói tới đây thôi, tiếp theo chúng ta không bàn tới nữa. Nhất định. À, dạ mời bên này. À, được rồi, không sao đâu, không sao. Mời, mời. Tự nhiên. Chúc cho chúng ta sau này sẽ hợp tác vui vẻ. Càng ly. Nghe anh nói như vậy, tối hôm qua cái bữa cơm hắn đều rất khách sáo, giả bộ như không quen biết anh. Có khi nào do hôm qua nhiều người cho nên... Lúc đầu anh cũng nghĩ như vậy. Anh tưởng hắn thấy cả phòng đều là người nên giả bộ không quen. Nhưng mà lúc sắp ra về, ý, anh Ban giúp bọn họ đều ra hết. Hắn không gọi điện thoại thì đi toilet. Có cả mấy phút Son cũng không ở trong phòng, nhưng hắn vẫn tỏ ra là mới biết anh lần đầu. Ê, nếu như hắn ta coi như không quen biết, vậy thì chúng ta cũng xem như không quen biết đi. Vậy cũng phải. Hy vọng là anh nghĩ xa quá. Hắn đến Hồng Kông từ đầu đến cuối chỉ là muốn làm ăn. Hy vọng là vậy. Nhưng mà cẩn thận thì vẫn hơn. Kiếm người nghiên cứu kế hoạch này, coi coi có vấn đề gì không ha. Ừ. Túi tiền có vấn đề, đừng lo. Tài chính Đoan Thông giúp được bạn. Hãy nhớ, một cú điện thoại lập tức ok. Ê, con nhỏ này, dạo này quảng cáo này được ưa thích. Trong sở cảnh sát thường hỏi con có phải là người thật đẹp hơn trên màn ảnh không. Em cũng không biết nữa. Dạo này coi TV mới gặp được chị ấy. Rất lâu rồi không gặp người thật. Cái gì? Thường xuyên không về nhà ăn cơm? Không những không về mà 24 tiếng đều không thấy người. Nhiều nhất cũng về có 2 tiếng, tắm rửa thay đồ rồi đi ngay. Không biết có phải coi đây là khách sạn không. Khách sạn cũng không bằng nữa. Ở khách sạn thì lúc mệt còn ngủ mấy tiếng, nó còn không về nhà ngủ nữa là. Bận vậy sao? Nhiều việc vậy à? Nó nói là làm việc nhưng thật sự không biết là nó đi hẹn hò hay là đi chơi đây nữa. 5 giờ chiều đây, một chiếc xe Giger là đi lấn tuyến lạc tay lái đụng phải người đi đường, nhưng không gây ra thương tích cho người đi đường nào. Sau đó xác nhận chiếc xe đó là thuộc xe của tổ bảo vệ nhân chứng. Người lái xe bị thương nhẹ, bây giờ giao thông tạm thời bị tắc nghẽn. À, sao không cẩn thận tới vậy chứ, không biết có người nào bị thương tích không nữa. Những chuyện không cẩn thận có lớn có nhỏ, nếu có ông chủ trong xe, có thể bị xử lý kỷ luật. Chuyện gì vậy Sa Thị? Anh có biết WWU đụng xe không? Biết, mới coi tin tức. Thuộc nhóm nào? Là thuộc nhóm mình đó, Bá Đạt lái xe. Không phải chứ. Dạo này không biết cậu ta làm cái quỷ gì nữa, cả ngày cứ như người mất hồn. Cũng may trong xe lúc đó không có ông chủ. Đội trưởng à, anh có thời gian thì kiếm Bá Đạt nói chuyện đi. Được, có thời gian tôi sẽ nói chuyện với nó, yên tâm. Tạm biệt. Ba má, anh Sâm, đến rồi hả? Chà, đúng là khách quý nghe. Lâu rồi không gặp, vậy. Đúng lúc mới ăn cơm, múc chén canh cho con nha. Được không? Không cần đâu, con không ăn đâu. Con về nhà thay đồ rồi đi ngay. Lại đi đâu nữa? Con mới quay xong quảng cáo ở gần đây. Hẹn phó đạo diễn nhân nhà tài trợ đi ăn cơm hát karaoke. Họ đang đậu xe ở dưới đợi con không nói nữa, con đi thay áo nha. Nhục con. Anh trai à, em phải thay đồ. Anh có chuyện hỏi em.
Em đúng là không có thời gian mà. Bá Đạt đụng xe có liên quan tới em không? Anh ấy bây giờ sao rồi? Tin tức đó chỉ là bị thương nhẹ thôi, không sao. Ờ, vậy thì tốt. Lâu rồi em không có liên lạc với ảnh. Không liên lạc? Nó không phải là bạn trai của em sao? Anh ấy là một trong số bạn trai của em, nhưng mà bây giờ thì không phải rồi. Vậy tức là sao? Tức là không còn cảm giác thì chia tay đó. Cái gì mà không có cảm giác chứ? Có phải em đang đùa giỡn với người ta không? Em chính là không muốn đùa giỡn với anh ấy cho nên mới chia tay thôi. Anh biết bây giờ em bận như thế nào mà. Dù quay MV, dù quay quảng cáo, bây giờ trước mắt em có rất nhiều cơ hội. Em biết mình nhất định sẽ lên, sẽ nổi tiếng. Nên chơi người ta phải không? Anh à, anh đừng có lỗi thời như vậy. Bây giờ không phải là vấn đề chê hay là không chê, mà thế giới của hai người cũng đã không giống nhau. Cuộc sống sinh hoạt cũng không có giống nhau. Khoảng cách của hai người càng ngày càng xa. Tiếp tục tiến lên cũng chỉ là đâm đầu vào ngõ cụt thôi. Em có lòng tốt mới chia tay. Nè, vậy em có nói rõ ràng với người ta chưa? Đột nhiên nói chia tay rất đau lòng đó. Em nói vô số lần rồi, anh ấy sao cũng không nghe lọt tai hết. Anh ấy đau lòng em cũng không có cách nào. Bây giờ đau còn đỡ hơn mai mốt tim cũng chết. Ê, vậy là Bá Đạt bởi vì thất tình mà đụng xe. Nè 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 nè, em cũng không muốn anh đụng xe đâu. Vẫn là câu đó, bây giờ là bị thương còn đỡ hơn sau này sẽ chết. Đụng xe là nhẹ rồi. Anh à, em đúng là rất gấp đó. Em phải thay đồ, anh ra ngoài đi. À, sếp Hứa. Chào bác. Mời vào. Con à, sếp Hứa tới tìm con kìa. Ra gặp người ta đi. Sếp Hứa à, con ngồi chơi một chút nha, tôi rót nước cho cậu. Làm phiền bác. Sao hả, tình hình thế nào? Còn thế nào nữa, đình chỉ điều tra. Sếp Lưu nói sao? Còn nói cái gì nữa chứ, từ chức, uống trà đi. Má à, còn biết kêu má thì nghe má nói đừng làm cảnh sát nữa con ơi. Ra tìm phụ ba con đi. Má luôn nói là làm cảnh sát rất nguy hiểm, con không chịu nghe. Nè, bây giờ ông trời kêu con đừng làm cảnh sát nữa kìa. Đừng làm cảnh sát nữa, đừng làm cảnh sát nữa. Má à, từ sáng tới tối đều nói một câu giống nhau, có thấy phiền không? Đừng quản con nhiều như vậy. Cứ luôn miệng nói má đừng quản, đừng quản, đừng quản. Đợi xảy ra chuyện lớn mới quản phải không? Ôi, không nói với má nữa. Đội trưởng à, xuống dưới nói tiếp đi. Hay, lần nào cũng nói như vậy hết á. Nói tới là bỏ đi rồi à. Đi đi. Thật ngại quá sếp Hứa. À, không có gì. Con à, nghe má nói đi nè. Đang nghĩ gì vậy? Thực sự không làm cảnh sát nữa sao? Cả đơn từ chức tôi cũng viết xong rồi. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Má tôi từ đầu tới cuối đều không muốn tôi làm cảnh sát. Nhưng mà từ nhỏ tới lớn tôi đều không nghe lời má tôi. Lần này làm theo ý của má vậy. Về tiệm bán văn phòng phẩm, lúc rảnh thì kiếm hàng xóm nói chuyện với nhau cho vui, vậy là được rồi. Có cam tâm không? Vậy tức là không cam tâm. Không cam tâm thì đừng có từ bỏ. Tôi không từ bỏ cũng không được. Vốn nghĩ rằng thăng chức còn có thể quay lại với Jojo, nhưng mà bây giờ lý lịch có vết nhơ rồi làm sao mà lên được đây. Bây giờ quay về tiệm giúp đỡ, tuy là văn phòng phẩm bình thường, nhưng mà cuối cùng vẫn là ông chủ. Có thể càng làm càng lớn thì sao? Lúc đó thì có thể có cơ hội quay lại với Jojo rồi. Cậu còn nghĩ tới Jojo à? Tôi là thật lòng với cổ đó. Cậu ở trường cảnh sát tuyên thệ là một cảnh sát tốt, hay là tuyên thệ theo đuổi con gái? Bây giờ còn chưa chấp nhận sự thật sao? Lý tưởng của cậu là làm cảnh sát tốt, lý tưởng của nó phải là lấy người giàu. Hai người vốn không có kết quả, thất tình đó là chuyện rất bình thường. Tôi không coi thường cậu, nhưng mà cậu chỉ vì một đứa con gái mà từ bỏ lý tưởng, tôi đúng là coi thường cậu. Đội trưởng à, đừng có kêu tôi là đội trưởng. Cậu mới có 20 mấy tuổi đâu, sao kiếm không được người khác tốt hơn sao? Vì một người con gái mà từ bỏ lý tưởng, làm ơn sau này đừng có kêu tôi là đội trưởng nữa. Sao hả, làm cảnh sát hay là đi bán gom đây? Đương nhiên là làm cảnh sát. Vậy thì làm ơn quay về xé ngay đơn từ chức. Sao rồi, còn do dự nữa sao? Hồ sơ của tôi đã có khuyết điểm, ở lại W cũng không có tương lai đâu. Có khuyết điểm thì không làm nữa sao? Cố gắng làm lại từ đầu đó. Hay là vậy đi, tôi quay về hỏi sếp thử coi có thể đem trọng án đó điều tra lại không. Được, đi theo đội trưởng, tôi nhất định cố gắng hết mình. Tôi còn có thể kêu anh là đội trưởng chứ. À, kêu đi. Nhận được thư này của tôi có phải là rất bất ngờ đúng không? Kelly nói thế kỷ 21 rồi còn cầm bút viết thư nói tôi là sinh vật thời tiền sử. Cô ấy nói gửi email là được rồi,
Nhưng mà trước sau tôi cũng cảm thấy đánh chữ trên máy lạnh băng băng, không bằng giấy trắng mực đen từng chữ từng nét viết ra. Hơn nữa đây là bức thư đầu tiên tôi gửi cho anh. Tôi rất muốn tự tay dùng bút viết. Phẫu thuật của tôi thành công rồi. Bác sĩ nói đã hoàn toàn được chữa trị. Mấy ngày nữa là làm vật lý trị liệu. Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nghe lời bác sĩ, nhanh chóng hồi phục, nhanh chóng ra viện. Bởi vì tôi thực sự rất nhớ mọi thứ ở Hồng Kông. Trong thư có một tấm hình là lúc mặt trời lặn sau núi ở bệnh viện chụp đó. Tôi cảm thấy rất đẹp, đẹp như một bức tranh. Tôi rất muốn chia sẻ cùng anh. Phòng phát triển đã nghiên cứu kế hoạch của Sabura. Họ phân tích qua báo cáo phê duyệt của chính phủ Indo và tương lai phát triển vận chuyển hàng hóa toàn cầu. Họ đều cho rằng hạng mục này quả thật là không có tệ. Họ tính cả mức độ rủi ro rồi, tính toán tỷ lệ đầu tư, nên đều nhận định rằng dự án này tuyệt đối đáng để đầu tư. Lát nữa họp nghiên cứu lại lần nữa. À, Lương à, cậu ra ngoài trước đi. Dạ, ông Kiều. Anh hai à, dự án tốt như vậy xem ra quả thực hắn muốn làm ăn rồi, là chúng ta nghĩ quá nhiều thôi. Thực ra không có gì là lạ. Nếu là có tiền mọi người cùng kiếm thì những chuyện khác có thể để sang một bên. Lần này gặp phải trường hợp như vậy, nếu nói vậy thì công ty Thịnh Thiên của chúng ta cũng phải làm cổ đông chính rồi. Tuy là bây giờ không thấy nguy hiểm gì, nhưng mà anh không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với hắn. Kế hoạch này anh không tham gia. Lo cẩn thận thì vẫn hơn. Nhưng mà miếng thịt heo ngon như vậy mà chúng ta không ăn thì người ta sẽ cảm thấy rất kỳ lạ đó. Xử lý cẩn thận chắc sẽ không sao. Công tin thức. Sao? Có vụ án mới à? Là có đồng nghiệp mới. Wow, bá Đạt đúng là đi qua đây rồi. Do sếp Phan vừa phê chuẩn. Anh chàng này đúng là may mắn quá. Không có đội trưởng giúp đỡ cho thì đúng là phải quay về giúp cho má buôn bán rồi hả? Đúng đó. Bà Lâm mời ngồi. Chuyện gì vậy? Bà Lâm đây ở dưới lầu báo án. Con trai của bà ấy 2 năm trước vô ý bị xe đụng chết. Nó không phải là vô tình mà là có người mưu sát. Mưu sát? Không phải nói là tai nạn sao? Đúng vậy, lúc đó kết án là như vậy. Nhưng mà bà Lâm đây nói là có chứng cứ mới. Phải, tôi có chứng cứ. Bức thư này sáng nay tôi nhận được đó. Là cái tên tài xế năm đó đụng chết con của tôi, không chịu được đã giết. Hắn nói 2 năm nay hắn đều không ngủ ngon giấc. Bởi vậy viết lá thư này cho tôi coi như là chuộc tội. Hắn nói là có người chỉ thị hắn làm. Nhưng lá thư không nói ai chỉ thị cho hắn. Bà cứ nghi ngờ ai không? Con trai bà có thù gì với ai mà phải giết anh đến như vậy? Nhất định là người của công ty. Bởi vì con trai tôi biết rất nhiều bí mật của công ty. Bởi vì bọn họ mới giết người diệt khẩu. Đúng rồi, hôm nay tôi xem báo biết ông chủ đó về Hồng Kông rồi. Các người mau đi bắt hắn nhanh lên đi. Nè bà bình tĩnh một chút. Từ từ đem toàn bộ chi tiết vụ án kể cho chúng tôi biết. Chúng tôi đã điều tra lại tư liệu của vụ đụng xe 2 năm trước. Mẹ của nạn nhân lúc đó tuy là đồng ý con trai bà ấy không phải là tai nạn bình thường mà là mưu sát. Chỉ là chúng ta trước giờ đều không tìm thấy động cơ và chứng cứ. Tạm thời bây giờ chúng ta có yếu tố gì mới không? Theo khổ cung của mẹ nạn nhân, con trai bà ấy thường xuyên làm việc ở Indo. Cho đến 2 năm trước, hắn phát hiện ra bí mật của công ty, bởi vậy nghỉ việc về Hồng Kông. Còn bà ta là kiểm toán của công ty của tỷ phú Sapura. Trùng hợp là gần đây Sapura qua Hồng Kông làm ăn. Đúng lúc này vụ án lại có manh mối mới. Việc này có hai khả năng. Một là ác ý cố tình đổ tội, không thì đột nhiên lương tâm tài xế cắn rứt, muốn nhân cơ hội này lật lại vụ án. Nhưng mà cho dù thế nào, nếu đã có chứng cứ mới, chúng ta không thể xem nhẹ được mà phải theo trình tự bình thường mà làm. Tôi đã kêu đồng nghiệp gửi đi kiểm tra dấu vân tay và nét chữ xem có manh mối gì hay không. Ngoài ra đồng nghiệp đã đi kiếm người để thu thập dữ liệu, xem có ai để lộ tin đồn gì không. Có điều vụ án này liên quan đến công ty nước ngoài, xem ra phải liên lạc với cảnh sát quốc tế để lấy tài liệu mới được. À còn nữa, Sabura đã tới Hồng Kông, cũng nên kiếm hắn nói chuyện tìm hiểu một chút. Yes sir. Xin lỗi sếp Hứa, ông Sabura còn đang họp. Hay là chúng tôi giúp các anh hẹn lúc khác gặp mặt? Không sao, chúng tôi có thể đợi. Vậy đợi ông Sabura họp xong, tôi thông báo các sếp lần nữa. Sao lâu quá vậy? Hắn có cần giận với mình như vậy không chứ? Anh nghĩ xem có phải là hắn cố ý hay không? Phải có kiên nhẫn. Tương lai toàn cầu sau này đúng là có phát triển tốt ha. Phát triển của Indo chắc chắn sẽ tốt hơn các quốc gia khác. Vấn đề chi tiết chúng tôi sẽ từ từ nghiên cứu. Không có vấn đề gì. Thank you.
Có gì lần sau bàn ha. Có gì lần sau bàn. Tôi tiễn các anh ra ngoài. À, ông Sabura, tôi tiễn là được rồi. Ông trở về nghỉ ngơi đi. Được được. Tạm biệt. 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 Ông Sabura, chúng tôi là cảnh sát Hồng Kông, cảnh sát cao cấp tổng bộ tổ trọng án Hứa Dĩ Sâm. Cảnh sát Hứa. Chào ông. Xin chào. Đây là đồng nghiệp của tôi. Ngồi xuống từ từ nói. Các sếp muốn uống gì không? Không cần đâu. Mấy vị hôm nay đến đây là có chuyện gì? Công ty các ông có phải có một kế toán tên là Alex Lam, 2 năm trước bị tai nạn giao thông chết. Không biết ông có ấn tượng không? Có ấn tượng đó. Tôi còn nhớ, tôi còn kêu người mua vòng hoa tặng mà. Đúng là đáng tiếc. Một thanh niên tốt như vậy đột nhiên bay lên trời. Nhưng bây giờ có người có chứng cứ. Nói là cái chết của anh ấy không phải là tai nạn, mà đằng sau có người chỉ thị, rất có khả năng là mưu sát. Vậy sao? Cho nên cảnh sát chúng tôi hy vọng ông cung cấp dữ liệu để chúng tôi điều tra, sẽ không làm mất thời giờ của ông nhiều đâu. Đương nhiên là không có vấn đề. Đặng Dân lúc còn sống xử lý hạng mục nào? Nếu như tôi nhớ không lầm thì anh ấy phụ trách nội bộ công ty đó. Với cương vị của anh ấy có khả năng tiếp xúc đến nhiều văn kiện bảo mật của công ty, chủ yếu là dữ liệu bảo mật trong hạng mục. Theo hiểu biết của ông, trong công ty anh ấy có tranh chấp với ai hay là có kẻ thù nào không? Xin lỗi nghe, về mặt này tôi không rõ cho lắm. Vậy trước khi anh ấy từ chức có biểu hiện khác lạ gì không? Hoặc là trong tình cảm có gì không bình thường không? Chắc là không đâu. Tôi còn nhớ tổng giám bộ phận tài vụ của công ty lúc anh ấy từ chức còn nói là rất khó có thể tuyển dụng được một trợ thủ tốt như vậy. Vậy ông nắm rõ hoàn cảnh gia đình của anh ấy chứ? Công ty chúng tôi quá nhiều nhân viên, tôi đâu có thể bất cứ ai cũng có thể tìm hiểu được. Tôi nghĩ là được rồi. Thật ngại quá ông Sabura, làm phiền thời gian của ông. Không có gì. Hy vọng tư liệu của tôi có thể giúp cho các anh bắt được hung thủ, trừng trị hắn trước pháp luật. Nhưng mà có khả năng cảnh sát chúng tôi sẽ hẹn ông lần nữa để thu thập dữ liệu. Không thành vấn đề. Tôi rất vui khi hợp tác với cảnh sát. Cảm ơn, tạm biệt. Không tiện nha. Tạm biệt. Ngoài Sabura, chúng tôi nói chuyện với vài người cao cấp ở công ty đó. Họ đều nói là với người kiểm toán đó ấn tượng không sâu, không thân thuộc, chỉ là bạn bình thường thôi. Bởi vậy cơ bản không có cách nào cung cấp dữ liệu cho chúng ta hết. Bên giám định sao rồi? Bên giám định bức thư của bà Lâm kiếm được vài nhóm vân tay. Tạm thời chỉ có thể chứng minh một trong số đó là dấu vân tay của bà Lâm. Còn về những cái khác tôi vẫn chưa điều tra được. Tôi cũng đã kiếm những người cung cấp tin, không có ai có chứng cứ hết. Vậy là hoàn toàn không có thu hoạch rồi. Sếp Hứa, có chuyện gì vậy? Đây là tư liệu bên cảnh sát quốc tế gửi qua. Toàn bộ là tư liệu của ông Sabura và toàn bộ nhân viên cao cấp khác. Còn mấy chồng nữa đó. Karen, cô nói đùa đó hả? Cực khổ rồi. Không cực khổ, cả sếp Hứa cũng biết là tôi cực mà. Vậy trà chiều hôm nay làm sao đây? Cô cực khổ như vậy, trà chiều cứ tự nhiên gọi đi, tôi mời. Cảm ơn sếp, tôi lấy hết tài liệu qua đây nha. Làm phiền. Lần này mệt rồi. Có chuyện gì thì đồng cam cộng khổ. Nè, anh một phần. Sư tỷ, kêu đồ ăn đi. Mọi người ăn no một chút rồi làm việc. Yes sir. Vào đi. Đội trưởng à, anh em đi mua đồ ăn đó. Anh ăn gì không? Hơn 10 giờ rồi. Cũng mà lúc nãy anh mời chúng tôi dùng trà chiều quá phong phú, bây giờ chúng tôi được không đói đó. Sợ là phải làm lâu đây. Tối nay đi ăn, mọi người vất vả rồi. Cảm ơn đội trưởng. Nè, thì đã 30 năm trước Sabura có xảy ra một chuyện. Chuyện gì vậy? Có một phụ nữ Hồng Kông ở chợ qua náo động, còn dán chữ nói Sabura là tên vô ơn, muốn gặp hắn. 30 năm trước Sabura bắt đầu giàu có, ở phố người qua bắt đầu có danh tiếng. Sau này người phụ nữ đó bị cảnh sát cáo buộc rồi bị nhốt. Người phụ nữ đó tên gì? Không có nói, chỉ ghi là họ Xài. Họ Xài, Hồng Kông rất ít họ này đó. Họ Xài. Nè, chữ ký này nhìn rất là quen. Đã gặp qua ở đâu rồi thì phải. Tôi nhớ là trong căn phòng cũ của cô Kiều. Nhìn qua một bảng thành tích có chữ ký phụ huynh. Hình như với cái này giống nhau. Tôi ở WBU thấy qua một bản báo cáo, người vợ đã chết của Kiều Giang Sơn hình như họ Xài. Đội trưởng à, bây giờ rất ít người họ Xài đó. Nếu tính tuổi tác bà Kiều khoảng 30 năm trước thì dường như cũng tương đương với người này thì phải. Anh nói có khi nào... Tuy là kiếm tư liệu rất mất thời gian, kêu mấy đồng nghiệp ăn cơm hộp thêm nữa vậy. Nhanh chóng kiếm cho tôi một số tư liệu. Không thành vấn đề. Còn nữa, ngày mai đi chỗ đăng ký hôn nhân, kiếm giấy kết hôn của ông Kiều và bà Kiều trước, lấy mẫu đăng ký so sánh, xem có phải là một người hay không.
Yes sir. Anh muốn ăn gì? Mua cho tôi hộp cơm là được rồi. Ok. À, sư tỷ, việc cô đưa cho Bồng Thái, kêu anh ấy tìm tòa soạn báo qua dân ở Indo, đem toàn bộ tài liệu của Samurai cho tôi. Cảm ơn. Yes sir. Sau khi các anh đã nghiên cứu xong kế hoạch mở rộng cảng container của Sabura, các anh thấy sao hả? Tôi tìm người đánh giá qua, tiềm năng của kế hoạch này rất lớn. Tôi quyết định đầu tư. Tôi có hứng thú. Vậy tính luôn phần của tôi. Yes, vậy sau này chúng ta cùng nhau kiếm tiền ha. Cạn ly. Sona, lần này cô làm khá lắm đó. Hả? Tôi đã nói là nó được mà. Hai anh quá khen rồi. Mấy năm nay nhờ các anh chiếu cố tới em, cũng đến lúc em phải báo đáp các anh. Cho nên sau này còn rất nhiều thứ phải học tập ở các anh đó nghe. Đừng nói là cậu, tôi cũng là lần đầu tiên hợp tác với người Hồng Kông. Người Hồng Kông nổi tiếng đầu óc rất là linh hoạt. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này học hỏi ở các vị nhiều chút. Nói tới đầu óc linh hoạt á, thì có anh Bang và anh Sơn đây, khi nào mới tới lượt chúng tôi chứ. Anh Sơn, anh chưa có biểu hiện gì tham gia không? Tôi cũng đã tìm người nghiên cứu qua kế hoạch này, tỷ lệ thành công rất là cao. Nhưng công ty bên Mỹ của tôi trong một năm tới có rất nhiều kế hoạch lớn, phải giữ lại một số vốn để dùng, cho nên mới không hợp tác được. À, cũng phải. Dĩ nhiên là vì sự phát triển của công ty mình chứ. Không gấp đâu, thời gian còn dài. Nói không chừng sau này sẽ có kế hoạch hợp tác. Đúng vậy, không sai. Anh Sơn à, không phải lúc nào anh thắng như vậy là đủ rồi chứ. Có thể là ông trời thấy anh Sơn có tiền mà không nhặt được, nên đang ngủi anh ấy một chút đâu mà. Cạn ly. Lần này có thể yên tâm rồi anh hai. Lần này tuy là tránh được, nhưng xem ra chúng ta phải giữ khoảng cách với Son. Suy cho cùng, Son cũng qua lại với ông ta đó. Anh còn kiêng kỵ gì với ông ta hả? Phải, tuy lần này đến là làm ăn bình thường, không có mục đích gì khác, nhưng mà qua lại nhất định là phải tránh. Vậy cũng phải, nhưng mà ông ta tìm người đầu tư, anh cũng chịu đầu tư, ông ấy có lẽ không vui đó. Anh đúng là cũng có lo lắng, muốn tìm cái cớ gì đó từ chối. Nè, ai ngờ anh Bang và ba người đó tranh giành nhau đầu tư, hầu như vượt mức. Họ đều không muốn anh tham gia, tránh được việc chia thêm một phần. Theo mặt khác thì ông ấy cũng kính trọng, nhưng mà không gần gũi với anh. Tóm lại một câu, chỉ cần không qua lại, mọi người có thể yên tâm rồi. Nhưng mà nghĩ kỹ, việc này đã đưa tới miệng rồi mà không ăn được, thật sự có chút hơi đáng tiếc đó. Đáng tiếc cái gì chứ, cho dù em kiếm tiền được mà chóng mặt đau đầu, toàn thân mệt mỏi, đến chừng đó càng thảm hơn. Đúng rồi, kiếm tiền ra mà không đủ đi khám bác sĩ. Tóm lại một câu anh hai à, sức khỏe trên hết. Sức khỏe tốt là điều quan trọng đó. Đội trưởng à, lúc nãy dưới lầu tôi gặp bà Lâm. Bà ấy là hỏi chúng ta là án của con trai bà ấy điều tra tới đâu rồi. Tôi an ủi bà, nói được một lúc điện thoại của bà đổ chuông. Khi bà ấy thấy người gọi tới thì sắc mặt rất là tệ đó. Tôi biết tại sao. Chắc chắn là đứa con trai đã mất của bà ấy gọi điện đến, đúng không? Nếu muốn tìm á, trước tiên là tìm anh. Điều là chữ trai, nhưng là cháu trai. Tôi thấy bà ấy có gì lạ cho nên hỏi bà. Hỏi được mấy câu thì bà đều nói ra hết. Thì ra lá thư hối hận là giả thôi. Là bà Lâm kêu cháu của bà ấy giết giùm. Bà ấy giở trò gì vậy? Bà ấy nói á, 2 năm nay bà ấy dùng mọi cách để giải oan cho con trai đều không có thành. Cho nên nhà đứa cháu mạo nhận người lái taxi viết một bức thư hối hận. Bà nghĩ rằng á, cảnh sát chúng ta chú ý đến sẽ giúp bà lật lại vụ án. Bà Lâm và cháu bà ấy làm như vậy là báo án giả rồi. Chúng ta có thể tố cáo bà ấy, phải không? Bà ấy biết, cho nên lúc nãy khóc lóc cầu xin tôi, nói cháu bà ấy còn nhỏ, cái gì cũng không biết, còn kêu chúng ta nhất định không được tố cáo nó. Nhỏ không biết chuyện, nhưng bà Lâm là người lớn, là biết pháp phạm pháp. Cũng khó mà trách được. Tôi nghĩ bà Lâm chắc là do quá nhớ con. Dù gì một người cực khổ nuôi con trưởng thành, tự nhiên là chết thảm. Đúng đó, chị của tôi mang bầu được mấy tháng, sau đó sảy thai nên bị trầm cảm một năm. Bà ấy nuôi dưỡng con được hơn 20 năm rồi. Đội trưởng à, bà Lâm còn ở dưới lầu kìa. Vậy cô xuống lấy lời khai của bà ấy. Tôi hỏi ý kiến của sếp Phan nên làm thế nào đã. Yes sir. Được rồi, theo như sư tỷ nói, hôm nay có thể ra về đúng giờ. Tốt rồi, cuối cùng không cần xem tài liệu của Sabura. Mấy ngày nay xem tới hoa cả mắt luôn. Hey, tôi nhất định phải đi massage. Tôi ngồi tới nỗi toàn thân mỏi như luôn, mệt muốn chết đi được. Mấy anh còn than thở nữa, tôi thì rất vui đó. Hôm nay tôi có hẹn với bạn gái ăn cơm. Alo, sếp Dương tổ giám sát.
Cũng may sư tỷ thông minh, biết cách hỏi bà Lâm nên mới biết được chân tướng sự việc. Tôi nghĩ qua sự việc này bà Lâm sẽ không dám tái phạm nữa đâu. Sếp Phan à, có thật là phải kiện bà ấy không? Thôi đi, lần này cảnh cáo thôi, vụ án này coi như là kết thúc. Yes sir. Sếp Phan, khi chúng tôi điều tra án này, tôi phát hiện ra một sự việc. Là chuyện gì? Khi tôi điều tra tư liệu của Sapura, phát hiện một tờ báo Hoa Dân 33 năm trước nói có một cô gái ở trên đường lớn tiếng chửi bới, dán một áp phích nói Sapura lừa tình cảm người khác, có mới quên cũ. Đây là tranh chấp bức họa của Sapura 30 mấy năm trước, có liên quan gì? Chữ ký ở trên tờ áp phích đó giống chữ ký của người vợ quá cố của ông Kiều là Sài Tịnh Tư. Cho nên tôi đã nhờ người tìm chữ ký của Sài Tịnh Tư để đối chiếu. Và phòng đối chiếu cũng đã gọi điện đến, nói hai chữ ký này có khả năng là của một người. Sao lại trùng hợp vậy? Cậu nghĩ thế nào? Tôi suy đoán người vợ quá cố của Kiều Giang Sơn có khả năng đã từng là người bạn gái của Sapura. Nhưng dù tranh chấp đó thì tôi cũng không rõ. Hai việc này đều có liên quan tới Sapura. Vậy thì đem tài liệu giao cho CIB vậy, xem họ có tìm được manh mối gì hay không. Yes sir. Tôi ở Indo mới mở một khách sạn 6 sao. Mỗi căn phòng đều đối diện với bãi cát riêng. Mỗi phòng đều cao 3 mét. Người phục vụ và đầu bếp nhà hàng toàn bộ là đều đến từ khách sạn cao cấp. Tháng sau thì công viên Hải Dương của khách sạn sẽ mở cửa để mà tiếp đón khách. Đúng vậy thưa các anh. Ê, báo chí có đưa tin khách sạn đầu tiên ở châu Á có hồ cá chính là do Sapura mở đó nghe. À, các vị có rảnh thì đến chơi, tôi sẽ sắp xếp máy bay qua đón các vị. Cũng tốt. Chúng tôi sẵn tiện đi xem cảng container luôn. Nếu đã đi vậy chúng ta hẹn trước vậy, tránh việc hẹn qua hẹn lại đi ha. Nè anh làm gì mà gấp dữ vậy, còn chưa ký hợp đồng mà. Bản hợp đồng khi nào chuẩn bị xong rồi thì lát nữa tôi cho người đem một bản chính thức cho các anh xem. Vậy thì tốt rồi, hai ngày nữa đem cho luật sư xem, thứ hai tuần sau chúng ta có thể chính thức ký hợp đồng. Sau này hẹn một ngày nào đó các anh đến Indo để cho tôi tiếp đãi các anh vậy. Cảm ơn anh chú tôi quá rồi. À phải, ông Sapura, mấy ngày nữa không phải em về Indo sao? Nhưng mà thứ hai ông có đến kịp hay không? Không vấn đề gì, trước thứ hai tôi sẽ đến Hồng Kông. À, vậy thì tốt quá. Tôi có quen mấy nhà báo tài chính, tôi nhờ họ đưa tin. Một khi đã đưa tin á, thì bảo đảm cổ phiếu của ông sẽ tăng giá dù dù luôn đó. Không chỉ là đưa tin, phải long trọng một chút, đường hoàng mở một cuộc họp báo thông báo kế hoạch của chúng ta, có được không? Hay được đó, hay đó. Việc này cứ giao cho tôi làm đi. Bây giờ còn sớm, chứ chưa cảm thấy đói gì mấy. Hay là chúng ta đánh vài ván đi. Được thôi, gọi luôn anh Sơn đi. Không cần gọi anh ấy, chúng ta ba người thêm Sapura đó là đủ rồi, gọi anh chỉ mất công. Anh Sơn khác xưa rồi, anh ấy không thích đánh mặt trượt mà là thích chơi bài poker. Không cần gấp, chúng ta tìm người khác cũng được. Ông Sapura, ông có chơi không đây? Chơi, tôi cũng thích đánh mặt trượt lắm. Bên CIB, theo tư liệu chúng ta cung cấp đã tìm ra manh mối mới. Thì ra 20 tháng 2 năm 1979 ở vùng Du Mã có một vụ đánh cướp xe. Tổng cộng có 3 tên thủ phạm cướp đi hơn 3 triệu. Khi đó cô ấy vẫn chưa phải là bà Kiều, và cô ấy là nhân viên của công ty bình thường thôi. Cô ấy là một trong những người biết được lộ trình và thời gian đi của xe, cho nên cảnh sát nghi ngờ cô ấy là nội ứng và cũng có tìm cô ấy để nói chuyện. Do sau đó không có bằng chứng đầy đủ cho nên không chính thức khởi tố cô ấy. Vậy là án này vẫn chưa giải quyết xong? Chưa. 3 tên thủ phạm không tên nào bắt được hết. Theo như ghi chép của xuất nhập cảnh, vào năm đó ngày 2 tháng 12, sau khi xảy ra vụ án được khoảng nửa năm, Sài Tịnh Tư đã từng xuất ngoại tới Indo. Tin tức tờ báo Indo đó là ngày 4 tháng 12. Vậy đã khẳng định cô gái ở trên đường lớn tiếng chửi bới chính là Sài Tịnh Tư. Nếu như Sài Tịnh Tư và Sapura là tình nhân với nhau, vậy Sài Tịnh Tư ở trên đường lớn tiếng la mắng, nói là muốn vạch trần bộ mặt thật của Sapura, có lẽ nào liên quan tới việc này? Khả năng này cũng có đó, nhưng mà vẫn còn một chuyện hết sức trùng hợp. Ngày mà Sài Tịnh Tư tới Indo, cũng có một người đàn ông tới Indo. Hai người họ lại trùng hợp cùng một ngày đi về Hồng Kông, và người này chính là Kiều Giang Sơn. Cho nên chúng ta có lý do nghi ngờ hai người họ cùng nhau tới Indo. Nghĩa là sếp nghi ngờ Kiều Giang Sơn có khả năng là đồng phạm vụ đánh cướp xe. Đồng nghiệp bên CIB cũng từng điều tra bối cảnh của Kiều Giang Sơn, phát hiện khi trả lời phỏng vấn ông ấy nói ông ấy xuất thân từ dân thường, nhưng ông ấy làm sao giàu có như vậy thì chưa bao giờ nói với ai hết. Cũng có thể nói ông ấy từ nghèo khó đến phát tài có khoảng thời gian không rõ ràng lắm. Cho nên sếp nghi ngờ
tiền của Kiều Văn Sơn là đến từ vụ đánh cướp đó. Kiều Văn Sơn 30 năm trước mới bắt đầu phát tài, thời gian rất phù hợp. Dĩ nhiên, chỉ là nghi ngờ thôi, chứ không có chứng cứ xác thực. Mặt khác, thời gian rất lâu rồi, muốn điều tra lại thì rất khó. CIB có lưu lại trong hồ sơ, nếu như có manh mối mới thì có thể mở lại cuộc điều tra. Sếp Phan, nếu chúng ta có nghi ngờ này, đúng lúc tôi đã từng bảo vệ em trai ông ấy Kiều Giang Hà và con gái ông ấy Kiều Tử Lâm, hay là để tôi kiếm ông ấy nói chuyện, xem như cho ông ấy một cơ hội làm sáng tỏ. Như vậy cũng tốt, đối với họ cũng công bằng. Cậu tìm ông ấy đi. Mời vào. Ông Kiều. Ông Kiều, ngồi đi. Tìm tôi có việc gì? À, thật ra tôi tới đây không hẳn đã điều tra vụ án, nhưng mà khi điều tra vụ án khác tìm được một số tài liệu có liên quan tới ông nên muốn tới làm rõ. Ừ, tôi có thể giúp gì cho cậu? Việc này có liên quan tới ông Sabura. Gần đây hình như hai người có liên lạc, phải không? Phải. À, lần trước ở quán rượu tôi với Sabura và mấy người bạn làm ăn có gặp nhau. Tôi còn thấy cậu nữa mà. À, vậy hai người quen biết đã bao lâu? Là lần này ông ấy đến Hồng Kông huy động vốn và thông qua em tôi mới biết được ông ấy. Cảnh sát chúng tôi cũng biết, ông xưa nay không có liên lạc với ông Sabura, nhưng mà cảnh sát chúng tôi cũng đã điều tra được ông trước đây đã biết ông Sabura. Sao cậu lại nói vậy? Bởi vì người vợ quá cố của ông từng là bạn gái của Sabura. Nói tiếp đi. Khi Sài Tịnh Tư chưa là vợ của ông, bà ấy từng đến Indo lớn tiếng la mắng, nói là muốn gặp Sabura. Và ngày xuất cảnh của bà ấy với ông hết sức trùng hợp, cho nên chúng tôi tin rằng ông biết việc tranh chấp giữa Sài Tịnh Tư và Sabura. Nói cách khác, ông sớm đã quen biết Sabura. Trước việc này nửa tháng, Du Mã đã từng xảy ra một vụ đánh cướp xe. Sài Tịnh Tư bị nghi ngờ là nội ứng của thủ phạm và bị cảnh sát điều tra. Tuy cuối cùng chứng cứ không đầy đủ, nhưng mà điều trùng hợp là không bao lâu sau ông Kiều phát tài. Tiền của ông đến từ đâu thì ông chưa từng nói cho ai biết. Quá nhiều sự trùng hợp nên làm cho cảnh sát chúng tôi nghi ngờ. Nghi ngờ sự phát tài của tôi và vụ đánh cướp đó có liên quan. Nói cách khác thì các người nghi ngờ tôi với vụ đánh cướp đó có liên quan với nhau, phải không? Nên hôm nay tôi tới đây muốn biết rõ vụ việc này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.